vì sao ông Đinh Thế Huynh bất ngờ xuất hiện tại thời điểm căng thẳng hiện nay. Cựu thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Đinh Thế Huynh, sau hơn 6 năm biến mất khỏi chính trường, bất ngờ xuất hiện để nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tại thủ đô Hà Nội. Ông Đinh Thế Huynh, một chính khách Việt Nam có tên tuổi, từng được coi là cánh tay phải của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Huynh từng được đánh giá là một trong những nhân vật kế cận cho chiếc ghế người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam khi ông Tổng Bí thư rút lui. Việc thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đột nhiên biến mất khỏi chính trường từ năm 2017 đã gây ra rất nhiều nghi ngờ, cũng như nhiều đồn đoán khác nhau về lý do sự biến mất bí ẩn này, nhưng không có lời giải đáp chính thức từ chính quyền Việt Nam. Vào tháng 7 năm 2017, nhà báo Huy Đức, một nhân vật thạo tin cung đình, từng tiết lộ ông Đinh Thế Huynh sau khi sang Nhật chữa bệnh đã trở về Việt Nam. Ngay sau đó, một số nguồn tin cho rằng sự vắng mặt của ông Đinh Thế Huynh có thể liên quan đến các biến động chính trị trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cụ thể, ông Đinh Thế Huynh được cho là có mối quan hệ thân thiết với ông Đinh La Thăng và Trần Đại Quang trong các nhóm đồng hương Hà Nam Ninh. Đây là phe cánh trong Đảng được xem là đối thủ chính trị của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau Đại hội Đảng thứ 12 vào đầu tháng 7 năm 2016, cơ quan tình báo Trung Quốc đã phát hiện nhóm chính trị này do Chủ tịch nước Trần Đại Quang cầm đầu đang bắt tay nhau chuẩn bị kế hoạch muốn loại bỏ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mục đích là để ông Trần Đại Quang trở thành Tổng Bí thư, còn ông Đinh Thế Huynh sẽ nắm chức vụ Chủ tịch nước. Lập tức chiến dịch thanh trừng giữa Bắc Kinh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính thức bắt đầu. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh La Thăng là người được ông Trọng nhắm đầu tiên. Ông Thăng được coi là cánh tay mặt của cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, đồng thời là ông vua quá xa tầm kiểm soát của phe ông Trọng. Nhân vật thứ hai đó chính là ông Trần Đại Quang, đương kim Chủ tịch nước. Tuy nhiên, ông Quang còn rất nhiều đàn em của Bộ Công an, cũng như ông Quang là một nhân vật tứ trụ, khiến Tổng Trọng không thể công khai đánh đổ. Ông Trọng đã nhờ lãnh đạo Bắc Kinh ra tay xử lý. Nhân vật cuối cùng là ông Đinh Thế Huynh, vốn là cánh tay thân cận của Nguyễn Phú Trọng, nên việc xử lý rất dễ dàng. Đến ngày 2 tháng 3 năm 2018, Bộ Chính trị đã quyết định cho ông Huynh thôi giữ chức vụ để tiếp tục chữa bệnh dài hạn. Bên cạnh đó, ông Trần Quốc Vượng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được phân công đảm nhiệm vai trò thường trực Ban Bí thư, thay thế ông Đinh Thế Huynh. Những thông tin của kể trên cho thấy ông Đinh Thế Huynh đã mất vị thế chính trị do liên quan đến các cuộc đấu đá quyền lực trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng triệt hạ ông Đinh Thế Huynh và phe cánh nhưng không thể dùng lý do phản đảng, bởi Đảng Cộng sản Việt Nam không muốn cho công luận thấy sự tranh giành quyền lực trong nội bộ của họ. Với sự tiếp tay từ Trung Quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát hiện và ra tay triệt hạ, giúp củng cố quyền lực cho ông ta. Số phận của ông Đinh Thế Huynh là một minh chứng cho việc đấu đá hết sức khốc liệt trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và việc ông Đinh Thế Huynh sau khi sang Nhật chữa bệnh và sau đó được đưa ra ăn dưỡng tại Phú Quốc, nơi được coi là pháo đài của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Theo giới quan sát, sự xuất hiện trở lại của ông Đinh Thế Huynh lần này cho thấy ông bà Dũng đang lôi kéo và tập hợp thêm lực lượng ủng hộ cho Tổng Bí thư Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin vì sao ông Đinh Thế Huynh bất ngờ xuất hiện tại thời điểm căng thẳng hiện nay. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vương Đình Huệ bị kỷ luật, Võ Văn Thưởng thoát nạn nhưng vẫn chưa yên. Việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư đưa ra xem xét thi hành kỷ luật đối với cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sau hơn 8 tháng bị mất chức được đánh giá là những diễn biến bất thường. Theo đó, Bộ Chính trị vừa ra quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo với cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhưng chưa xét xử lý kỷ luật ông Võ Văn Thưởng với lý do ông Thưởng đang điều trị bệnh. Nguồn tin nội bộ của Thời báo cho biết ông Thưởng đang bị ung thư phổi. Công luận cho rằng như vậy, biệt lệ dành cho các lãnh đạo hàng tứ trụ không bị xử lý kỷ luật dưới thời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bị Tổng Bí thư Tô Lâm phá bỏ. Và Vương Đình Huệ
thành nhân vật tứ trụ đầu tiên bị Bộ Chính trị kỷ luật sau khi đã mất chức vào ngày 26 tháng 4. Công luận nghi ngờ và đặt câu hỏi, vì sao hai ông Thưởng và Huệ đều tham nhũng như nhau nhưng ông Thưởng lại được ưu ái hơn ông Vương Đình Huệ? Chiếu theo quy định về công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ các cấp thuộc diện Bộ Chính trị do Ban Bí thư quản lý, quy định kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần. Đồng thời, trước khi bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử, nhân sự cần kiểm tra sức khỏe toàn diện và kết luận phân loại sức khỏe. Vậy tại sao không phát hiện ra vấn đề sức khỏe của ông Thưởng từ trước? Ông Võ Văn Thưởng bị cáo buộc nhận hối lộ 64 tỷ đồng trong thời gian giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2011-2014, từ tập đoàn Phúc Sơn tại tỉnh này, để mà xây dựng nhà thờ Tổ ở Vĩnh Long. Còn ông Vương Đình Huệ bị cho là phải chịu trách nhiệm người đứng đầu khi để cấp dưới là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà nhận hối lộ 2.200 tỷ từ tập đoàn Thuận An. Theo giới quan sát, sự kiện ông Vương Đình Huệ mất chức phản ánh tình hình chính trị phức tạp và những biến động trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đáng chú ý, sau khi bị mất chức, ông Vương Đình Huệ phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của Đảng như không được trả lời phỏng vấn báo chí, không được xuất cảnh ra nước ngoài mà không có sự giám sát. Điều đó cho thấy ông Huệ có thể phải đối mặt với các hình thức kỷ luật nghiêm khắc hơn. Ông Vương Đình Huệ có thể sẽ phải đối mặt với một tương lai chính trị ảm đạm, với nhiều hạn chế trong các hoạt động và nguy cơ bị điều tra xử lý theo pháp luật rất cao. Thậm chí có mức có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Đáng chú ý, mối quan hệ giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và ông Vương Đình Huệ được mô tả là rất căng thẳng và cạnh tranh trong thời gian khá dài. Bộ trưởng Công an Tô Lâm được cho là đã sử dụng quyền lực của mình để tiến hành các cuộc điều tra nhằm vào các đối thủ chính trị, trong đó có ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ. Theo giới thạo tin, trước đó, Bộ trưởng Tô Lâm đã đặt vấn đề thẳng với ông Võ Văn Thưởng, nếu chủ động rút lui sẽ được chấp nhận hạ cánh an toàn. Đồng thời, Bộ Công an cũng bắn tín hiệu yêu cầu ông Vương Đình Huệ phải chủ động rút lui sẽ được chấp nhận hạ cánh an toàn như ông Thưởng. Nhưng ông Huệ khi đó đã bác bỏ tất cả các cáo buộc, đồng thời đe dọa sẽ tiết lộ các vụ việc sai phạm của ông Tô Lâm và Bộ Công an lên cấp cao. Đây chính là lý do dẫn đến việc ông Tô Lâm quyết định nhanh chóng ra tay và chỉ đạo cho cơ quan cảnh sát điều tra C03 bắt giữ trợ lý thân cận của ông Huệ là Phạm Thái Hà ngay tại sân bay Nội Bài sau khi ông này trở về từ Trung Quốc cùng ông Vương Đình Huệ. Theo giới quan sát, việc ông Huệ bị kỷ luật cảnh cáo, ông Thưởng được tạm tha với lý do để điều trị bệnh đã cho thấy còn nhiều diễn biến khôn lường trong chính trường tại Việt Nam dưới bàn tay của Tổng Bí thư Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Vương Đình Huệ bị kỷ luật, Võ Văn Thưởng thoát nạn nhưng vẫn chưa yên. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.